Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng hóa chất đặc biệt có thể mang những rủi ro tới sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng tới môi trường. Chính vì vậy, thông tin ghi nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quan trọng trong việc truyền tải những thông tin cảnh báo, hướng dẫn cho người sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, việc chấp hành các quy định về ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn nhiều vấn đề. Thuốc trừ sâu đặt tên ăn theo các nguyên thủ nổi tiếng như Obama, Donald Trump, Putin. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật in các hình ảnh và tên gọi mang tính kích thích người dùng như chim đại bàng, cá sấu, bò cạp, chim ưng, khủng long, siêu nhân, không lực, sát thủ, máy bay hay tên lửa. Tên thương phẩm của thuốc bảo vệ thực vật được in cách điệu, ngoằn ngoèo hoặc in với cỡ chữ quá nhỏ, ở vị trí khuất, rất khó nhận biết. Đây là những vấn nạn mà Báo Nông nghiệp Việt Nam gần đây đã có loạt bài phản ánh. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở Cẩm Xuyên thì có khoảng hơn 100 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng trong quá trình quản lý thì chúng tôi nhận thấy đó là một số cái sản phẩm bao bì nhãn mác ghi rất nhiều một hoạt chất nhưng đăng ký rất nhiều đối tượng dịch hại. Trong khi đó thì cái hiệu quả hiệu lực khi mà các đợt bùng phát dịch thì hiệu quả nó không cao. Có một số là không có, hầu như không có hiệu lực. Chúng tôi kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cái đơn vị mà đăng ký cho đăng ký cấp đăng ký về cái thuốc bảo vệ thực vật là siết chặt hơn nữa về vấn đề quản lý thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là đăng ký các cái sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, được biết từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, việc thực hiện thông tin ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật sẽ phải thực hiện theo các quy định mới tại thông tư số 21 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều này đang được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt lại việc thực hiện các quy định về thông tin ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật. Để làm rõ những vấn đề xung quanh việc triển khai thực hiện quy định mới này, chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Tấn Đạt, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sơn, quyền chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam. Xin chào tất cả các vị khán giả và các bạn. Trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Huệ Hương, đại diện tổ chức CropLife Việt Nam. Xin chào. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thưa ông Huỳnh Tấn Đạt, được biết là từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sẽ phải thực hiện việc ghi thông tin ghi nhãn thuốc theo quy định mới tại thông tư số 21 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ông có thể biết cho biết những nội dung cơ bản và những điểm mới về tên việc ghi nhãn thuốc theo thông tư này so với trước đây nhằm thắt chặt các quy định về ghi nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật. Vâng. Theo quy định tại thông tư số 21 năm 2015 và luật bảo vệ và kiểm dịch vật điều 71 đã hướng dẫn rất là quy định rất rõ tất cả các loại nhãn thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo ghi nhãn theo cái hệ thống hài hòa phân loại của GSS. Đây là một trong những cái hệ thống nhằm thống nhất các cái thông tin và cách ghi, cách viết trên nhãn của một loại thuốc bảo vệ thực vật nói riêng và các loại hóa chất nói chung. Trong đó thì tất cả các cái loại hóa chất hiện nay để mà vận chuyển kinh doanh buôn bán thương mại trên toàn cầu cũng như là hướng dẫn sử dụng đều phải có các nội dung được đưa vào, gồm có thứ nhất là chúng ta phải phân loại nhóm độc theo hệ thống GSS. Theo cái hệ thống này thì hiện nay chúng ta sẽ có 5 cấp nhóm độc khác nhau. Cấp nhóm độc thứ nhất là từ những nhóm độc mà trước đây WHO phân loại thì có gọi là rất độc, thì chúng ta cũng có là loại rất độc. Cái thứ hai là nhóm 2 là nhóm độc, và nhóm thứ 3
nhóm 4 đều là ít độc và nhóm 5 là nhóm không phân loại. Thì tất cả các cái nhóm độc này sẽ giúp cho từ người sản xuất kinh doanh buôn bán có cái biện pháp để phân loại, để có các biện pháp quản lý, để có các biện pháp phòng tránh các cái rủi ro trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, rồi bảo quản và lưu thông trên thị trường. Còn đối với người sử dụng thì việc xem xét các cái quá trình phân loại nhóm độc này sẽ giúp cho người dân có thể sử dụng được đúng đối tượng, đúng cách sử dụng thuốc, đúng cách phun và đặc biệt là có khả năng là phòng tránh được các cái rủi ro trong quá trình sử dụng như là chống được các cái phơi nhiễm từ thuốc đến sức khỏe con người, rồi hạn chế được những cái ảnh hưởng của thuốc đối với môi trường. Cái nội dung thứ hai trong cái điểm mới của GSS đó là các cái vấn đề về cảnh báo, thông tin về mối nguy trên thuốc và vật đều được thể hiện ở trên nhãn, bao gồm cả hình đồ cảnh báo và từ cảnh báo. Và các mối nguy này thì hiện nay được phân loại ra là dựa trên 3 cái nhóm mối nguy, là nhóm mối nguy về vật lý, nhóm mối nguy về an toàn sức khỏe con người, nhóm mối nguy về môi trường. Và tất cả mối nguy này thì đều được đưa ra các hình đồ cảnh báo và từ cảnh báo và được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục thứ 39 của thông tư 21. Ngoài ra nữa thì trong cái điểm mới thứ 3 đối với hệ thống GSS đó là vấn đề hệ thống vạch màu và thông tin cảnh báo trên hệ thống vạch màu này dựa trên hệ thống phân loại nhóm độc của thuốc. Tức là từ nhóm 1 và nhóm 2 thì chúng ta sẽ có màu đỏ vạch lên. Hai nữa là nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 thì sẽ có vạch màu vàng. Và nhóm 5 đến nhóm không phân loại thì có vạch màu xanh lam. Đấy. Thì tất cả những cái này là chúng ta đã thay đổi cơ bản về cái nhãn thuốc và thực vật so với cái cách phân loại ghi nhãn theo của Tổ chức Y tế Thế giới là WHO. Thưa bà Trần Thị Huệ Hương, CropLife là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, thì bà có thể đánh giá thế nào về cái tầm quan trọng của việc thực hiện thông tin ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo thông tư 21 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các doanh nghiệp thuộc CropLife Việt Nam thì hiện nay trong quá trình triển khai thực hiện thì còn gặp những cái vấn đề vướng mắc khó khăn nào không? Thì như chúng ta đã biết, GSS là một hệ thống hài hòa về phân loại và toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hàng hóa. Và với một cái và cái hệ thống này thì được xây dựng bởi Liên Hợp Quốc với một cái mục tiêu là giúp cho con người có thể quản lý, tránh được những cái rủi ro do trong cái quá trình mà quản lý hóa chất sai. Và đồng thời cái hệ thống này nó sẽ giúp cho cái việc phân loại và ghi nhãn hàng hóa được dựa trên các mối nguy, và nó cũng tạo ra một cái hệ thống thống nhất trên toàn cầu và hướng tới tương lai là để cho các nước trên thế giới cùng với áp dụng và thay thế cho những cái hệ thống mà hiện nay các nước đang áp dụng, ví dụ như WHO. Chúng tôi thấy rằng là vai trò của cái quy định trong thông tư 21 và đồng thời với cái thời hạn mà như anh Đạt đã trao đổi đó là 5 năm để chuyển tiếp thì thực sự là đóng một cái vai trò rất là quan trọng để cho giúp cho cái việc thực hiện GSS được thuận lợi. Đó thì nội trong cái những cái doanh nghiệp của tổ chức CropLife thì chúng tôi có thể nói rằng là đạt được sự đồng thuận rất là cao và cũng đã tiến hành thực hiện cái việc ghi nhãn theo GSS rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện thì cái việc thay đổi cả một cái hệ thống phân loại và ghi nhãn thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không những chỉ đến cái vấn đề kinh doanh, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đồng thời nó cũng ảnh hưởng cả đến cái vấn đề quản lý của nhà nước. Thưa ông Nguyễn Văn Sơn, như cái phóng sự ngắn đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu thì cũng có thực trạng trong những năm gần đây là có một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc đã thực hiện việc ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng theo quy định. Vậy thì ông là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam thì ông có thể đánh giá thế nào về cái thực trạng này? Thì hội chúng tôi có nhận thấy như thế này. Thứ nhất tức là rất hiện giờ thì có rất nhiều các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật đã thực hiện tốt cái việc ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Nhưng bên cạnh đó, tuy nhiên thì cũng còn có một số các doanh nghiệp thì có hiện tượng là ghi nhãn không đúng theo cái quy định của pháp luật. Cái nội dung ghi trên giấy trên nhãn ấy thì vượt so với cái
nội dung trong giấy phép đăng ký. Cái hiện tượng ghi nổ, ghi không đúng vẫn có. Rồi là ghi thêm đối tượng phòng trừ. Trên cây lúa, ví dụ như là trên cây lúa, người ta cho đăng ký trên cây lúa thì ông nhiều doanh nghiệp lại ghi trên cả trên cây cà phê, trên cây ăn quả. Là một số thuốc bảo vệ thực vật của một vài doanh nghiệp thì được đặt thêm tên đấy. Thế đặt thêm cái tên, ví dụ như là tên các nguyên thủ nổi tiếng như là Putin, rồi là Donald Trump. Rồi là trên vỏ bao bì của thuốc bảo vệ thực vật thì có in hình ảnh của tên của một số cái loại sinh vật mang tính kích thích, bạo động, ví dụ như là đại bàng, cá sấu, bò cạp, chim ưng, khủng long, siêu nhân, sát thủ, máy bay, tên lửa, bom, rồi cung tên, vân vân. Tên thương phẩm thì có hiện tượng tức là in cách điệu ngoằn ngoèo, rồi là in vào chỗ khuất, có những chỗ in chỗ khuất. Thì đấy là một cái hiện tượng thực trạng rất là xấu, cần phải chấn chỉnh. Thưa ông Huỳnh Tấn Đạt, trong thời gian qua như phóng sự mà báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh cũng như là như ông Nguyễn Văn Sơn đã nói, tức là cũng có tình trạng một số là doanh nghiệp là thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về thông tin ghi nhãn trên thuốc bảo vệ thực vật. Vậy với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thuốc bảo vệ thực vật thì ông có thể cho biết là việc triển khai quản lý đối với công tác ghi nhãn này còn gặp những khó khăn vướng mắc nào? Vâng. Hiện nay thì phải nói là hệ thống văn bản luật của về quản lý thuốc, đặc biệt là trong vấn đề ghi nhãn và xử lý các trường hợp vi phạm là có đầy đủ và kiện toàn, từ trong luật bảo vệ kiểm dịch thực vật đến các cái nghị định hướng dẫn, rồi các thông tư hướng dẫn, và đặc biệt là chúng ta đã có những cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì phải nói là cũng có những cái khó khăn nhất định mà chúng ta cũng phải nhìn vào thẳng vào thực tế. Thứ nhất là hiện nay trong cái danh mục thuốc bảo vệ được phép sử dụng ở Việt Nam, hiện nay số lượng về tên thương phẩm chúng ta tương đối lớn. Tuy nhiên thì cái số lượng lớn không quan trọng bằng cái việc là các doanh nghiệp khi đăng ký thì phụ thuộc vào hoàn toàn vào điều kiện sản xuất nông nghiệp thực tiễn ở Việt Nam, phụ thuộc hoàn toàn vào các chiến lược đăng ký kinh doanh, phụ thuộc hoàn toàn vào cái tiềm lực kinh tế cũng như là cái quy mô hay là cái phạm vi mà họ kinh doanh. Dẫn đến cái tình trạng là rất nhiều loại thuốc cũng có cùng tên thương phẩm, có cùng hoạt chất, tuy nhiên hình thức đăng ký khác nhau. Dẫn đến cái tình trạng là việc ghi nhãn cũng còn nhiều có cái vấn đề liên quan đến việc kiểm soát nhãn. Đặc biệt là theo quy định thì tất cả các nội dung được đăng ký thuốc bảo vệ thực vật đều được phải thể hiện đúng chữ nhãn. Và hiện nay thì cái tình trạng này thì các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp cũng đã tận lợi dụng những cái việc đó để chúng ta làm sai đi cái bản chất đăng ký. Là các doanh nghiệp có chủ đích trong vấn đề đưa thêm các tên hàng hóa khác với tên đăng ký để nhằm tức là tạo cái sự kích thích cho người tiêu dùng cũng như người sử dụng lựa chọn sản phẩm. Hai nữa là họ cũng đưa thêm những cái logo hoặc những thông tin khác làm cho người sử dụng là tò mò hoặc là hiểu bản chất cái sản phẩm nó khác đi, dẫn đến cái tình trạng là có rất nhiều cái vấn đề trên nhãn mác chúng ta chưa kiểm soát được. Cái hệ thống thanh tra quản lý chuyên ngành ở các từ trung ương đến địa phương còn rất là mỏng, lực lượng thì hạn chế, và số lượng để chúng ta đi kiểm soát trên hơn 4.000 tên thực phẩm, trên hơn 400 doanh nghiệp và trên phạm vi toàn quốc thì còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề về nguồn lực. Mà hiện nay các cái mô hình sản xuất của chúng ta còn rất nhỏ lẻ, dẫn đến cái tình trạng là cái lượng thuốc sử dụng bị chia nhỏ ra, và đôi khi để làm thói quen cho người dùng tiện lợi trong vấn đề sử dụng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình là xây dựng những cái tiêu chuẩn về bao bì, tiêu chuẩn về nhãn mác. Thì hiện nay Cục Bảo vệ thực vật cũng đã đề xuất một số cái giải pháp mang tính chất đồng bộ để giúp cho cái việc quản lý, công tác quản lý thuốc đạt được hiệu quả cũng như là cái nhãn mác. Đó là gì? Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát quản lý chặt chẽ ở tất cả các khâu trong vấn đề từ đăng ký cho vấn đề đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, để nhằm thế nào để quản lý tốt các cái nội dung mà các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan quản lý, từ đó để chúng ta công bố rộng rãi để giúp cho các đơn vị chức năng từ trung ương địa phương để thống nhất thực hiện trong thời gian tới. Cái thứ hai
là chúng tôi cũng sẽ tham gia phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng, từ công an, quản lý thị trường, rồi thanh tra chuyên ngành từ trung ương địa phương, để chúng ta tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn tập huấn và thống nhất tăng cường các cái đợt tổng thanh tra kiểm tra trên toàn quốc liên quan và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhãn mác trong thời gian tới. Vậy thì cái việc thực hiện ghi thông tin ghi nhãn theo thông tư 21 theo hệ thống GHS thì hiện nay ở tại các nước trên thế giới cũng như là đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN thì đang được triển khai như thế nào ạ? Thưa bà Trần thì Huệ Hương. Dạ, tôi xin phép được lấy một số những cái ví dụ đối với một nước lớn, ví dụ như là Mỹ thì là một nước vốn đã có một cái hệ thống ghi nhãn nó rất là chuẩn rồi. Thế chính vì thế cho nên là hiện nay thì cái cơ quan EPA là cái cơ quan mà phụ trách về phê duyệt đăng ký đối với thuốc bảo vệ thực vật và phê duyệt nhãn đối với thuốc bảo vệ thực vật, thì họ đang xem xét, đang trong cái giai đoạn xem xét rồi, là họ sẽ áp dụng cái bước đầu tiên là ghi nhãn đối với các mối nguy vật lý trước, còn đối với mối nguy về môi trường các thứ thì tạm thời là giai đoạn 1 họ chưa xem xét. Thế ví dụ như các nước ở Liên minh châu Âu là về cơ bản là Liên minh châu Âu đã gọi là chấp nhận, đồng thuận là chấp nhận sử dụng GHS, nhưng mà vì Liên minh châu Âu bao gồm rất là nhiều nước cho nên nó sẽ tùy thuộc vào điều kiện của từng nước và nó chia làm 3 nhóm. Một cái nhóm là họ sẵn sàng thực hiện được ngay như là Anh chẳng hạn, một nhóm thì họ trong những giai đoạn chuẩn bị và khả năng là họ thực tế có thể thực hiện được, đó là như Bỉ, ví dụ vậy lại. Còn lại một rất là nhiều nước thì họ vẫn còn đang trong cái giai đoạn cân nhắc, là họ bởi vì nó có những cái mâu thuẫn như là mình nói ở trên. Đó, và thứ hai là đối với các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương thì hiện nay có Úc và New Zealand là hai nước đã thực sự là hoàn toàn thực hiện GHS. Nhưng mà trong khi đó thì những nước lớn trong châu Á, ví dụ như là Nhật, là Trung Quốc hay là Ấn Độ thì họ lại chưa hề thực hiện cái GHS này, bởi vì họ cũng vẫn đang thực hiện cái cũ. Thế vậy thì đi đến các nước ở trong khu vực châu Á hay khu vực ASEAN đi, những nước thì phải nói rằng là mình rất là tự hào là Việt Nam nằm trong nhóm đi tiên phong, bao gồm là Campuchia này, Lào và Myanmar và Việt Nam là những nước mà chúng ta đã thực sự là thực hiện, có quy trình, có hệ thống và có những cái bước để thực hiện và càng ngày càng hoàn thiện cái việc thực hiện GHS. Thế nhưng mà và sau đó thì đến một cái nhóm nước thứ hai là Thái Lan và Philippines, là những nước họ cũng đã hoàn toàn là xây dựng được những cái quy định rồi, nhưng mà tuy nhiên thì như họ cũng đang trong cái giai đoạn họ phải chuẩn bị một số những bước tiếp theo để họ thực hiện, và có nghĩa rằng trong về mặt luật là đã đồng ý và đã thực hiện. Thế trong khi đó thì Indo thì họ đã ghi nhãn đối với hóa chất nói chung, nhưng mà họ lại chưa áp dụng GHS cho cái mặt hàng về thuốc bảo vệ thực vật và vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để xem xét. Rồi là Singapore, Brunei thì là hai nước họ không hề phản đối GHS, nhưng mà họ cũng rất là băn khoăn ở cái chỗ là họ phải cân nhắc xem là nó có ảnh hưởng đến những cái vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không. Và cuối cùng thì chỉ có một nước duy nhất là Malaysia thì hiện tại họ vẫn chưa có động tĩnh và họ vẫn đang áp dụng cái ghi nhãn theo WHO. Rõ ràng thì ở mỗi nước thì được thực hiện thông tin ghi nhãn theo hệ thống GHS thì có những cái sự khác nhau. Vậy thì ở Việt Nam thì sao thưa ông Nguyễn Văn Sơn, việc thực hiện ghi nhãn theo GHS hiện nay đối với các doanh nghiệp tại sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam thì còn những cái vấn đề gì phát sinh không? Theo thông tư số 21 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến ngày 1 tháng 8 năm 2020 thì tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam thì bắt buộc phải ghi nhãn theo GHS. Thì đây đến địa điểm này ấy, thì hầu hết các doanh nghiệp của NIPA và của hội chúng tôi thì đã chủ động trong việc phân loại và ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo quy định GHS. Đấy là điều mà chúng tôi đã qua trao đổi thông tin và kiểm tra thì thấy như vậy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cái ghi nhãn theo thông tư 21 này thì doanh nghiệp cũng có một số cái thông tin lại cũng nêu một số khó khăn. Là hầu hết các nhãn thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam thì được thiết kế rất là nhỏ, thường là các cái loại chai rồi nhãn gói 100 ml, có khi là có trường hợp nhỏ hơn 50 ml rồi 20 g vân vân. Mà trong khi đó thì cái lượng thông tin bắt buộc ghi thì vẫn còn nhiều. Chính vì vậy cho nên cái diện tích nhãn ấy là cũng rất là thiếu, cũng vẫn thiếu để cho việc ghi.
cái việc ghi tên, ghi nhãn ấy, cái ghi tên nhà sản xuất rồi xuất xứ, bởi vì cái quy định nếu mà theo quy định thì phải ghi cả xuất xứ này, rồi nhà phân phối này, rồi cái người được ủy quyền này. Thì như vậy là có cái nhãn phải ghi tới 3-4 tên nên nó chiếm nhiều diện tích. Thì cái đấy cũng là cái khó khăn. Thông tin về phân loại và ghi nhãn GHF do chủ yếu là do các công ty tự làm, mà các dữ liệu này ấy, thì chưa thật đầy đủ. Mà như bà Hương vừa nói ấy, nhiều công ty nhỏ hoặc là nhiều doanh nghiệp nhỏ thì cái hiểu biết rồi là cái trình độ về để mà xây dựng cái phiếu an toàn hóa chất ấy là còn hạn chế. Đề nghị cơ quan quản lý, Cục Bảo vệ Thực vật, rồi là Bộ Nông nghiệp, Cục Bảo vệ Thực vật nên quy định thêm, nên cứ hướng dẫn thêm là chỉ hướng dẫn ghi những nội dung thật cần thiết trong nhãn chính. Các nhà nội dung khác thì ghi trong nhãn phụ. Thì cái này ông Đạt đã nói rồi, thì tôi cũng hoàn toàn như thế. Cái thứ hai là các chỉ dẫn về sơ cứu, xử lý y tế, bảo quản, xử lý thuốc thừa, bao bì sau sử dụng nên quy định ngắn gọn hơn, viết ngắn thôi, nên chỉ để đủ chữ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cụ thể là Cục Bảo vệ Thực vật, cần có trao đổi thông tin chi tiết hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn tới các cái đơn vị có liên quan, ví dụ như hải quan, rồi là công an, quản lý thị trường, rồi các cái cơ quan thanh tra ở địa phương về cái việc ghi nhãn theo GHS và theo cái quy định này, để khi mà mình áp dụng nó thống nhất và không gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý cũng như là do doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với việc thực hiện triển khai thực hiện ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại thông tư số 21 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được áp dụng bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 tới đây. Công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật nói chung, trong đó có việc thực hiện ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.